Xin chào bà con, thì bà con vui lòng đăng ký kênh. Thì với clip này mình sẽ hướng dẫn và quay cho bà con xem về cái tình hình mà xì thân, xì gốc ở trên cây bơ bút 7 và những cái biện pháp mà chúng ta khắc phục được hiện tượng xì thân, xì gốc ở trên cây bơ bút 7. Thì đây là cây bơ mình quay trực tiếp và hướng dẫn cho anh nông dân, đó là anh Quýnh á, anh xử lý tình trạng về bệnh xì như thế này. Thì việc đầu tiên á, mình hướng dẫn cho anh á là dùng dao hoặc dùng những cái đục á, chúng ta khoét hết tất cả những cái phần mà của cái thân bơ nó bị xì. Bà con nên nhớ chúng ta khoét hết, khoanh vùng hết toàn bộ luôn. Ví dụ nó bị có một chút xíu thôi, mình nhìn ở ngoài vào thấy rất là nhỏ, nhưng mà khi khư hết cái lớp vỏ ra thì thấy rất lan rất là rộng. Khi mà chúng ta khư hết cái lớp đó mà khi tới chỗ cái phần mà hết lớp đen á, qua cái lớp trắng của da bơ á, lớp trắng luôn á, không thấy cái bị đen nữa đó, thì lúc đó mới hết. Thì khi bơ á, khư hết cho sạch sẽ đó, mình khuyên cho bà con á, tiến hành là mua Ridomin. Chúng ta pha sệt vô, pha như là bột á, càng đặc càng tốt, rồi chúng ta quét lên. Thì chúng ta quét lên á, thì để tầm khoảng cỡ 4-5 ngày chúng ta theo dõi đi, hoặc cả tuần cũng được. Chúng ta theo dõi khi nào mà cái vết thân cây nó liền lại á, thì lúc đó là cây nó hoàn chỉnh, là bớt bệnh. Thì bà con nhớ kỹ với mình là cái phần khư vỏ nha. Chúng ta khư hết ra, khư xong á, trong thấy nó đen á, như bà con thấy không, mình quay rất là rõ. Chúng ta khư chừng nào mà hết cái phần đen á, thì lúc đó mới là cái cây bơ chúng ta xử lý thành công. Chứ còn chúng ta bơ có một xíu, thấy cái con sau nó chích vô, nó xì ra chỗ đó, chúng ta xì chích không á, thì nó sẽ không bớt. Thì đây, với cái bơ này bà con xem đó, nó xì từ dưới gốc lên gần tới nhánh bánh tẻ của cây bơ bút. Thì cây bơ bút này cũng rất là sai, nếu mà không xử lý sớm á thì ăn trong được trái này thì sang năm có thể là cây bơ này lại bỏ luôn, vì nó không đủ chất dinh dưỡng để nuôi cây, nó sẽ bị vàng úa và chết. Thì hầu như á, ở cây bơ bút á, bà con ai cũng thấy rõ á, là nó hay bị xì cái tình trạng này. Nó xì là làm cây bơ nó vàng úa và chết thôi. Thì ở clip này á, mình quay rất là cụ thể và chi tiết cho bà con xem. Thì cái đây là hướng dẫn về kỹ thuật là bơ khư, đó là khư cái thân cây bơ bút á. Thì đây chỉ mình hướng dẫn tại vườn thôi, mình không có làm trực tiếp được, vì nhu cầu kỹ thuật bên trái cây thường mùa lắc, chúng ta cũng xử lý rất là nhanh, hướng dẫn cụ thể và tư vấn cho dân tại vườn thôi. Thì hiện tại thì cây bơ bút bà con cũng biết rồi, nó giá thành là cao nhưng mà được sự ưa chuộng của rất nhiều bà con nông dân. Thì để mà hoàn thiện được những cái việc mà chống thối thân, xì thân trên cây bơ bút á, thì bà con luôn luôn theo dõi vườn, kiểm tra vườn thường xuyên, hoặc là muốn biện pháp muốn phòng á, thì bà con có thể mua bóc đô á, về chúng ta pha tầm khoảng cỡ 2-5% á, chúng ta quét phòng lên. Thì cái bóc đô nó không ảnh hưởng một bất cứ một cái gì trên cây bơ đó, chúng ta quét hết từ gốc lên thân, thì cái này nó phòng trừ được bệnh nấm trên cây bơ bút. Hoặc chúng ta mua Ridomin chúng ta xịt phòng lên cũng được. Nói chung là có rất nhiều thuốc mà để chúng ta phòng cho cái bơ bút này. Thì với clip này mình quay cho bà con xem á, thì cái này là tư vấn cụ thể tại vườn cho anh Quýnh ở ngay bay Hồ Cà Đông Năng, Đắk Lắk. Thì anh cũng có tiến hành là xử lý theo phương pháp bên trái cây thơm mùa lắc. Thì vườn bơ của anh á, thì ở clip trước mình cũng quay bà con xem á, là xử lý thành công, anh cũng rất vui mừng. Thì tại đây á, mình cũng quay trực tiếp về hướng dẫn kỹ thuật cho anh về cách xử lý cây xì mũ trên cây bơ. Và đây, đây là cây bơ thứ hai mình cũng quay cho bà con xem về việc xì mũ đó, nó xì hết gốc luôn á, khi bơ ra rất là đen ở trong đó. Bà con lưu ý đó, mình nhắc lại nha, khi bà con mà khư á, hoặc nếu không có dao thì bà con lấy cái đục á, bà con đục hết, khi nào mà hết cái phần mà của cái thân cây á mà nó bị đen á, thì lúc đó mới thành công. Chứ còn bà con khư có một vùng nhỏ chúng ta vẫn thấy cái đen, chúng ta không khư nữa thì nó sẽ không có bớt. Và cái thứ hai mình yêu cầu lại nữa là bà con cắt như chắc thịt cái nha, chứ đừng có để nó răng cưa. Nói chung là chúng ta thái nó mềm cái phần mà bị xì đó, chung là chúng ta vót vọt vọt nên nó bén đi, đừng để nó bị sần sùi, thì khi đó thì chúng ta quét lên nó sẽ liền rất là nhanh. Chúng ta cắt thịt nhảy thẳng một đường luôn, đừng xé cà rề thì nó sẽ liền cho cái bơ bút. Thì đây mình cũng quay lại một lần nữa cho bà con xem về cái quy trình mà khư cái phần xì của cây bơ bút đó. Bà con thấy không, nó xì ở dưới nhưng mình phải hướng dẫn cho anh Quýnh là khư thuốc ở trên nó, cái lớp đen mà con thấy rõ không, đây là cái lớp đen á, chúng ta phải bơ hết ra, chừng nào hết cái lớp đen á thì chúng ta mua Ridomin á, hoặc Arifort 400 chúng ta trộn lại sệt sệt chúng ta quét được. Nói chung là có rất nhiều biện pháp để chúng ta phòng được bệnh này. Thì cái này biện pháp đơn giản nhất là bà con ra mua Ridomin á, bà con quét lên. Thì đây là vườn bơ của mình cũng đã xử lý thành công. Thì vào kiểm tra vườn mà cũng hướng dẫn cho anh Quýnh để thực hiện những quy trình mà chăm sóc cây bơ bút
cho vụ năm tới để được hiệu quả cao hơn. Thì qua đây á, bà con vui lòng đăng ký kênh. Thì bà con nào có nhu cầu tư vấn về kỹ thuật về cây bút á, hoặc là những cần những loại thuốc về sử dụng cho cây bút á, thì vui lòng gọi điện thoại số điện thoại ở dưới để được tư vấn cụ thể hơn. Xin cảm ơn bà con đã quan tâm và theo dõi. Clip này rất là dài, mình quay toàn bộ về cách xử lý và xử lý thành công trên cây bút trong vòng nửa tháng đã xử lý thành công về cái việc rụng trái cây bút. Xin cảm ơn bà con đã quan tâm và theo dõi clip này. Thank you.